Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Con Trai Vào Bếp. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn, đó là cá mè kho giềng. Các bạn có thể kho cá mè hoặc cá chấm đen kho với giềng nhé, thì nó cũng sẽ rất ngon các bạn ạ. Đây thì nguyên liệu của mình như sau, mình có chuẩn bị 1 cân cá mè các bạn nhé. Đây mình có chuẩn bị thêm 3 lạng thịt ba chỉ các bạn nhé. Thịt ba chỉ mình bỏ vào nó sẽ ngậy hơn. Và thêm giềng xay, nước mắm ngon các bạn nhé. Hạt nêm, đường, hạt tiêu và bột canh nhé. Và mình có các loại rau củ như hành lá, sả, hành tím, ớt và giềng củ cà chua nhé. Đây là tất cả các nguyên liệu của mình nhé. Bây giờ mình tiến hành vào để làm nhé. Đây tiếp đến thì cà chua mình bổ muối cao các bạn nhé. Cà chua các bạn bổ muối cao to ra nhé. Thì đến lúc mình kho thì nó sẽ không bị nát miếng cà chua ra nhé. Tiếp đến thì mình thái hành tím ra nhé. Hành tím các bạn chọn khoảng 4-5 củ để thái, và lúc mình kho thì nó sẽ tạo được mùi thơm và vị đậm cho cá nhé. Mình có chuẩn bị thêm 300g giềng nhé. Giềng của mình đã gọt sạch vỏ thôi. Rồi mình bắt đầu mình thái mỏng ra. Giềng các bạn không nên chọn củ già quá nhé. Tại vì chọn củ già quá thì các bạn khó thái lắm. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn món này thì thứ nhất là món này nó rất đơn giản và dễ làm các bạn nhé. Thứ hai là món này mình ăn với cơm trắng thì rất tuyệt vời các bạn nhé. Đây mình cũng thái xong giềng rồi đấy. Bây giờ mình sẽ thái ớt nhé. Ớt thì mình cắt thành 3 hoặc cắt đôi ra thôi. Còn nếu bạn nào mà không ăn cay được thì các bạn cứ để cả quả vào và kho thôi. Đến thì hành lá thì mình sẽ cắt, mình sẽ lấy phần gốc đi để tí mình kho cá cho nó thơm nhé. Còn phần ngọn thì mình sẽ thái nhỏ ra để tí mình bỏ vào cá sau. Đây thì trong khoảng 5-10 phút thì mình cũng đã sơ chế xong các nguyên liệu nấu kèm với cá rồi nhé. Đây tiếp đến thì mình sẽ dập 3 củ sả đấy nhé. Các bạn biết tại sao mà mình dùng sả không? Tại vì mình dùng sả để mình cắt khúc nhỏ ra rồi mình để dưới đáy nồi ấy. Mình kho cá thì thứ nhất là cá nó sẽ thơm và nhanh chín. Thứ hai là nó sẽ không bị cháy nồi các bạn ạ. Đây là tổng hợp những nguyên liệu mà mình vừa sơ chế để nấu với cá nhé. Đây tiếp đến thì mình sẽ đi thắng đường nhé. Thường thường là người ta nấu cá người ta sẽ mua nước hàng hoặc nước màu về để nấu cá cho đẹp. Mình thì mình không có nước màu các bạn nhé. Mình sẽ thắng đường lên để kho cá cho đẹp nhé. Đấy, các bạn cứ cho một thìa đường vào trong chảo đấy, rồi để cho nó chảy ra và đảo đều nhé. Các bạn cứ đảo đều, khi nào mà nó ngả màu vàng cánh gián ấy thì các bạn đổ 1/2 bát nước vào nhé. Đấy, bây giờ đường mình thắng được một lúc rồi, bắt đầu nó ngả màu rồi các bạn ạ. Tiếp tục mình sẽ đổ nước vào nhé. Đấy, bây giờ đường của mình thắng cũng đã xong rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đổ ra đây nhé. Đấy, các bạn nhìn màu đường của mình thắng một lúc thì nó có đẹp không? Đây, tiếp đến thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách pha nước để mình kho cá nhé. Mình sẽ cho một thìa canh đường nhé và một nửa thìa canh hạt nêm vào nhé. Hạt nêm của mình lúc này vương một tí nước vào nên là nó như vậy các bạn ạ. Mình sẽ cho nửa thìa canh muối hay hoặc bột canh vào nhé. Đây là một thìa cà phê hạt tiêu. Và tiếp tục là mình sẽ cho 3 thìa nước mắm nhé. Nước mắm ngon. Đấy, đây là tất cả các nguyên liệu mà mình vừa giới thiệu với các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho thêm 500ml nước nóng vào nhé.
Các bạn nên cho nước nóng vào để kho thì cá nó sẽ không bị tanh nhé. Đây bây giờ mình sẽ cho tiếp nước đường mà mình vừa thắng vào nhé. Đây xong mình pha nước rồi thì bắt đầu mình xếp xả vào để xếp nguyên liệu vào để mình kho cá nhé. Mình sẽ xếp riềng với xả xuống dưới thì nó sẽ không bị cháy hoặc bị khét nồi nhé. Đây mình sẽ xếp hết xuống đáy nồi các bạn nhé. Các bạn cứ xếp đều tay vào là được. Đây thì sau khi mình xếp xong rồi bắt đầu mình sẽ cho cá, xếp cá vào các bạn nhé. Cá của mình thì nó to nên là mình cắt nhỏ ra để mình kho cho nó nhanh gấm gia vị. Đây mình xếp cá xong rồi bắt đầu mình cho luôn thịt ba chỉ vào nhé. Thịt ba chỉ này mình kho thì nó sẽ có độ béo, độ thơm và ngậy của thịt và cá nhé. Xong rồi mình cho cà chua vào nhé. Cà chua này thì mình cho vào thì thứ nhất là nó sẽ tạo được cái màu đẹp cho cá nhé. Và nó cũng khử được một phần mùi tanh của cá các bạn ạ. Đây tiếp đến thì mình cũng rắc hành tím vào luôn nhé. Hành tím mình kho thì nó cá nó sẽ thơm hơn. Đây xong khi mình rắc hành tím xong thì mình cho luôn ớt vào nhé. Đây mình có cắt thêm mấy khúc gốc hành vào để mình thả vào cho thơm nhé. Và công đoạn cuối cùng là mình sẽ rắc hết riềng xay lên trên nhé. Đây xong mình rắc riềng xong thì mình sẽ đổ bát nước lúc này mình vừa pha vào nhé để bắt đầu mình kho cá. Đây thì mình cũng đã đổ hết nước vào nhé. Và đây là tất cả thành quả mà mình vừa làm xong để có một nồi cá kho nó thật là ngon các bạn nhé. Các bạn có thể để tất cả nguyên liệu này trong vòng 10 đến 15 phút để nó ngấm tất cả gia vị vào cá cũng được, rồi bắt đầu mình kho cũng được. Hoặc các bạn có thể kho liền cũng được nhá. Đây thì mình cũng đã kho cá rồi nhá, và bắt đầu cá sôi thì các bạn nhớ cho nhỏ lửa lại nhá. Cá thường thường là người ta hay kho bằng nồi đất, nhưng mà mình hay kho bằng nồi gang hoặc nồi điện cũng được các bạn ạ. Tại vì đợt trước mà mình hay kho bằng nồi đất ấy, nó cứ toàn bị vờ nồi đất ra thôi các bạn ạ. Khi mà cá sôi rồi ấy thì các bạn cho nhỏ lửa lại nhá. Mình sẽ nấu riu riu lửa để cho nó được ngấm gia vị đều vào cá hơn nhá. Cá của mình cũng đã kho được khoảng 45 phút rồi các bạn nhá. Bây giờ nó cũng đã cạn bớt nước rồi. Các bạn có thời gian đấy thì các bạn có thể kho cá khoảng tầm 1 tiếng đến 2 tiếng nhá. Mình có thể đổ thêm nước và mình kho lâu hơn nhá. Thì cá nó sẽ ngon hơn và nó đậm vị hơn nhá. Mà các bạn tìm được một nồi đất ưng ý của mình ấy thì mình sẽ kho cá vào nồi đất thì nó sẽ ngon hơn các bạn nhá. Đây thì cá của mình đã kho xong rồi các bạn nhé. Trong thời gian mà mình chờ khoảng 1 tiếng đồng hồ ấy thì mình cũng đã xong rồi nhé. Đây bây giờ mình sẽ rắc hành lá lên trên luôn nhé, để cho màu nó sẽ được đẹp nhé. Đây các bạn thấy nồi cá của mình nó ngon chưa? Các bạn lưu ý một điều là mình kho cá là mình phải kho cạn nước nhé, thì thịt cá nó sẽ săn chắc và ngon hơn nhé. Đây cá của mình kho xong rồi, bây giờ mình sẽ bày ra ngoài này cho các bạn nhé. Thì thông qua video này mình chỉ cho các bạn cách kho cá
Nếu mà các bạn thấy bổ ích thì nhớ cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn làm món này thành công.